quý vị và các bạn, hôm nay thì có một cái khách hàng khởi kiện ở tòa án và có ra một cái thông báo về việc tạm ứng án phí, và giá trị tranh chấp của cái vị khách hàng này để yêu cầu cái bị đơn phải có nghĩa vụ trả lại là 1 tỷ 500 triệu đồng. Thì hôm nay luật sư Thu Đoàn sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cái cách tính án phí cho cái số tiền tranh chấp là 1 tỷ 500 triệu đồng. Thì trong cái phần này thì luật sư Thu Đoàn sẽ đưa cho quý vị và các bạn hai vấn đề. Nếu như một cái vụ kiện tranh chấp về hợp đồng thừa kế, về chia, yêu cầu khởi kiện chia thừa kế với 1 tỷ 500 triệu, tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng 150 triệu, 1 tỷ 500 triệu, và tranh chấp về quyền sử dụng đất 1 tỷ 500 triệu, thì cái giá trị 1 tỷ 500 triệu để đưa cho quý vị và các bạn, và cái cách tính thì nó giống nhau. Hôm nay sao lại nói ngọng quá không biết nữa, người cơ thể nó mệt các bạn ạ. Trời nóng, mấy bữa hôm nay hình như là lúc nào cũng khoảng 36-37 độ, mặc dù là trong phòng lạnh, tuy nhiên rằng là cái thời tiết nó quá nóng làm cho người mình nó mệt mỏi, nhưng mà vẫn một tình yêu với luật, các bạn thông cảm nha. Nếu quý vị và các bạn hiểu rằng bản thân tôi cũng có một cái sự cố gắng, một cái sự nỗ lực để đưa cái thông tin đến cho cộng đồng. Nếu quý vị và các bạn khởi kiện thì chúng ta sẽ, khi chúng ta xác định được cái giá trị tranh chấp của hợp đồng đặt cọc nè, hợp đồng của thừa kế quyền sử dụng đất nè, của tranh chấp quyền sử dụng đất nè, tài sản chung vợ chồng là 1 tỷ rưỡi, thì chúng ta phải đóng là 28.500.000 đồng các bạn ha. Cách tính như thế nào? Cách tính thì thứ nhất là tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn, cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta theo cái pháp lệnh án phí á quý vị, pháp lệnh án phí, pháp lệnh án phí lệ phí tòa án, thì như vậy thì cái giá trị tài sản là 1 tỷ 500 triệu đồng, nó nằm ở cái mục số 2 điểm D của án phí dân sự. Thì các bạn có thể lên Google để search. Hôm nay luật sư Thu Đoàn cũng sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cái cách tính như thế nào thôi. Thì 1 tỷ 500 triệu đồng sẽ tính như thế này. Cái cách tính đó là nó từ trên 800 triệu đồng đến 2 tỷ đồng. Thì đóng mức thu là 36 triệu đồng cộng với 3% giá trị tài sản vượt 800 triệu các bạn ạ. Thì nếu quý vị và các bạn có một cái số tiền là 900 triệu, chúng ta cũng tính bằng cách này. Nếu là 1 tỷ 8, chúng ta cũng tính bằng cách này. Nếu là 1 tỷ 6, chúng ta cũng tính bằng cách này. Hôm nay tôi đưa cho quý vị và các bạn một cái ví dụ cụ thể để chúng ta hiểu. Còn cái cách tính toán thì chúng ta sẽ biết được để khi mà chúng ta dự định được cái mức thu của tòa để chúng ta có một cái sự chuẩn bị các bạn ha. Thì 1 tỷ 500 triệu đồng thì chúng ta lấy 36 triệu, đóng 36 triệu để đó các bạn ha. 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800 triệu, thì chúng ta lấy 1 tỷ 500 triệu, chúng ta trừ đi 800 triệu thì còn là 700 các bạn ạ. Trừ lại là 700 triệu
3% của 700 triệu thì nó tương đương với lại 21 triệu. Chúng ta sẽ cộng là 36 triệu cộng với 21 triệu thì nó ra là 57 triệu. Tuy nhiên thì các bạn biết không, theo quy định thì tạm ứng án phí, tức là chúng ta chỉ đóng có 50% cái phần án phí thôi. Thì như vậy là chúng ta đóng 28 triệu rưỡi. Một số bạn nói luật sư Thu tính giống như là câu like câu view để cách tính ở trên trên câu like câu view để tính ở trên 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 mạng. Không, thật sự ra tôi nói với quý vị và các bạn, hồi xưa tôi học toán cũng dở lắm. Cho tới thời điểm này thì ráng cố gắng cập nhật thôi, chứ hồi xưa tôi học toán, tôi là có cái khiếu văn từ từ nhỏ, và cũng là di truyền của ba, cho nên kỹ năng ăn nói thì nhanh lắm. Nhưng mà tôi có thể bắt được cái nhịp của xã hội, tôi có thể giỏi ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật, nhưng mà để cách tính toán thì rất là dở. Thôi thì các bạn cứ nghe một người hơi trung bình kể cho quý vị và các bạn nghe vậy nha. Bây giờ chúng ta tính lại một lần nữa. 1 tỷ 500 triệu, cái phần 800 là theo quy định của pháp luật là 36 triệu, cái phần vượt quá 800 là 700 triệu, chúng ta nhân cho 3%, thì hai cái số tiền này cộng lại và chia đôi là số tiền mà chúng ta đóng tạm ứng án phí cho tòa án. Thì nói thêm với quý vị và các bạn, cách tạm ứng án phí cho tòa án sẽ được tính lại sau khi tòa án thẩm định cái giá trị tài sản. Ví dụ như sau này tòa án thẩm định giá trị tài sản chỉ còn là 1 tỷ đồng thôi, thì sẽ tính trên cái án phí đó là 5%, và mình đóng thêm cái phần còn lại. Các bạn ạ, như vậy đó. Còn nếu như trong trường hợp trong cái quá trình mà mình đi khởi kiện ở tòa mà các bên thỏa thuận toàn bộ nội dung, các bên rút đơn khởi kiện, thì số tiền mà hồi nãy tôi nói là 28 triệu 500 ngàn đồng á, sẽ được hoàn lại vì đó là rút đơn khởi kiện. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta ra tòa án ban hành cái quyết định đình chỉ, thì chúng ta sẽ được tính toán lại theo cái giá trị tài sản tranh chấp các bạn ha, số tiền của chúng ta được hưởng. Xin thông cảm cho luật sư, thứ nhất là cũng đang trong tình trạng mệt mỏi, cái thứ hai nữa toán thì luật sư hơi chậm, cách diễn giải nó cũng không bằng như văn. Nếu quý vị nào quý mến luật sư thì và muốn xem những cái video của luật sư nữa, thì chúng ta hãy đến với cái website có tên là dân ta phải biết luật ta.com các bạn ạ. Thì trong đó có những cái hướng dẫn về khởi kiện, thừa kế, chia tài sản chung vợ chồng, rồi ly hôn, kết hôn có yếu tố nước ngoài và nhiều vấn đề khác bí mật chờ các bạn đó, nếu quý vị mà có quan tâm. Còn có thể là chúng ta chỉ cần tham quan những cái video của luật sư cũng đều được. Cảm ơn quý vị và các bạn, đừng đem đá luật sư Thu tội nghiệp, tại vì luật sư Thu chỉ có một mình, một văn phòng và một cái tình yêu của dân ta phải biết luật ta. Cảm ơn quý vị.